Ok, xin chào các bạn dí sắp fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thì Belo vừa mới nhận được một đơn hàng cập nhật bổ sung cho những cái phiên bản đồng hồ dí sóc tại Belo Lê Thái Tổ từ phía nhà phân phối. Và ngay trong đơn hàng này thì chúng ta sẽ có sự quay trở lại của mẫu DW506SK1. Đây là một phiên bản skeleton với dây dermy skeleton và mặt trong suốt với lõi benzen màu đen rất là đẹp và cũng đang được rất là nhiều các bạn dí sóc fan mong chờ. Thông qua clip này thì mình cũng muốn thông báo đến các bạn mà các bạn đã đặt hàng trước, các bạn đang chờ mẫu DW506SK tại Belo Lê Thái Tổ rồi, thì các bạn sẽ yên tâm là ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì Belo sẽ tiến hành gọi điện lại một lần nữa để thông báo đến trực tiếp cho các bạn và sẽ chuyển hàng cho các bạn ngay trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Ok, và trước khi chuyển hàng thì Belo xin đập hộp với phiên bản DW506SK1 trước cho các bạn khác có thể xem. Và về số lượng thì DW506SK hiện tại có về Belo khoảng số lượng khoảng hơn chục chiếc, và do đó là cũng sẽ đáp ứng được thêm một phần nào đó những cái nhu cầu của các bạn dí sóc fan. Và đây là một cái mẫu rất là hot, và như Belo xem trong cái kế hoạch hàng về trong tháng này thì gần như là chỉ có hai đơn sẽ có DW506SK thôi. Và nếu mà các bạn không đặt mua trong tháng này thì chúng ta sẽ phải đợi trong tháng 3 thì mới sẽ có hàng về bổ sung. Ok, và các bạn đã chờ đợi mẫu DW506SK rồi thì rất mong các bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất đơn hàng của mình để Belo có thể phục vụ cho các bạn một cách chính xác và trọn vẹn nhất. Và chúng ta sẽ có mẫu DW506SK1 với module máy là 3229. Và các bạn thường xuyên xem livestream tại Belo thì các bạn thấy là Belo sẽ đọc mã chỉ gồm có DW506SK1 và Belo sẽ lược đi cái phần DR ở phía sau. Cái DR ở phía sau này là cái mã của cái vùng phân phối, nó không liên quan đến cả cái mã màu model, cũng như là các cái mã vùng này nó chỉ có chức năng dành cho hãng Casio, họ phân biệt được đâu là hàng họ phân cho châu Á, đâu là họ phân cho châu Âu và đâu là họ phân cho châu Mỹ thôi. Còn về chất lượng cũng như là về mẫu mã thì nó không có khác gì nhau cả. Với các cái mã đuôi này thì đa phần nó sẽ chỉ khác về cái phần vỏ hộp bên ngoài. Như các bạn đã biết thì ở Nhật Bản thì người ta sẽ hạn chế sử dụng các vật liệu kim loại, do đó là những cái hộp của đồng hồ G-Shock họ sẽ không đẹp được như hộp của Việt Nam chúng ta là được hộp thiếc như thế này, mà họ chỉ có hộp giấy thôi. Thị trường Mỹ thì cũng giống với cả thị trường Việt Nam và thị trường châu Âu cũng vậy. Chỉ duy nhất ở Nhật Bản họ hạn chế cái việc là sử dụng nhiều các cái thành phần kim loại và do đó là họ không sử dụng cái hộp thiếc này. Còn ở Việt Nam hay châu Mỹ, châu Âu chúng ta thì chúng ta sẽ được một cái chiếc hộp này rất là đẹp đó. Ok, cái mã này, cái DR hay là ADR hay là VDR thì nó sẽ không có ý nghĩa gì nha các bạn, đúng không? Chúng ta sẽ chỉ cần đọc mã là DW506SK1, như vậy là đã đầy đủ rồi và chúng ta đã gọi tên chính xác cái phiên bản skeleton dành cho dòng DW506. Ok, vâng, và DW506SK1 của chúng ta sẽ được trang bị một chiếc hộp đơn. Đó, hộp đơn, và trong ở ngay trong này thì nó sẽ có một số các cái phụ kiện như sau. Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành này, chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành International Warranty Card. Đây là cái thẻ bảo hành quốc tế có thời hạn 1 năm trên thị trường quốc tế và có thời hạn là 5 năm trên thị trường toàn quốc. Đó. Và khi mà mình có nhận thấy là ở trên các cái comment ở trên các YouTube thì các bạn đa phần là thấy là Belo sẽ luôn luôn nói rất kỹ lại từ đầu tất cả các phiên bản đi sốc. Vì sao? Vì nếu mà nếu mà các bạn đã là những G-fan kỳ cựu tại Belo rồi thì các bạn có thể tour qua cái đoạn đầu tại Belo Lê Thái Tổ, Belo muốn hướng đến những cái video này dành cho tất cả mọi người, do đó là với cả những cái bạn mà các bạn mới biết đến đồng hồ G-Shock cũng như là các bạn mới đang tìm hiểu đồng hồ G-Shock thì các bạn cũng có thể nhận được đầy đủ các thông tin ngay từ đầu luôn. Còn nếu mà các bạn biết rồi thì các bạn có thể tour qua nhanh để chúng ta sẽ có thể xem qua được tất cả những cái chi tiết và cũng như là phụ kiện của trên chiếc đồng hồ mà các bạn định mua. Ok, vâng, và chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái thẻ bảo hành này. Thì đây là cái thẻ bảo hành quốc tế này. Vâng, và rất là cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hưng, một bạn fan cứng của Belo Lê Thái Tổ, và bạn chia sẻ là bạn đã chia sẻ video clip này rồi. Vâng, và rất là cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Ok, chúng ta sẽ có cái thẻ này, và trên cái thẻ này thì nó sẽ được áp dụng song song hai hình thức bảo hành, đó chính là hình thức bảo hành quốc tế với thời hạn 1 năm và hình thức bảo hành toàn quốc Việt Nam với thời hạn bảo hành là 5 năm. Chỉ duy nhất tại Việt Nam chúng ta mới có chế độ bảo hành tốt như vậy.
Đó, và các bạn mua G-Shop chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam hiện tại đang rất là lợi với cái chế độ bảo hành này. Với thời lượng bảo hành lên đến 5 năm thì gần như là chúng ta sẽ được bao xài trong toàn bộ những quá trình sử dụng của chúng ta. Ok, và có bất kỳ vấn đề gì về thân máy như là vào nước hay là đồng hồ số không hiển thị hay là bất kỳ trục trặc gì về thân máy thì chúng ta sẽ đều được bảo hành và thông thường là sẽ được thay máy mới. Rất là tuyệt vời. Ok, và chúng ta sẽ có một cái quyển sách về bảo hành quốc tế. Và đây là trong quyển sách này thì Casio họ cũng lý rõ là chúng ta sẽ được bảo hành quốc tế kể từ ngày mua là 1 năm, 1 year from the date of purchase. Và ở phần phía sau này thì chúng ta sẽ có cái danh sách của các cái đối tác bảo hành chính thức của Casio G-Shock trên toàn cầu. Đó, ở đây thì các bạn nào các bạn đi du học hoặc các bạn sinh sống tại nước ngoài, khi mà các bạn mua tại Belo Lê Thái Tổ thì các bạn cũng sẽ hoàn toàn yên tâm với rất là nhiều các cái đối tác chính thức của Casio G-Shock trên toàn cầu để có thể hỗ trợ chính thức được cho các bạn. Đó, và các bạn có thể tìm được những cái thông tin liên hệ của họ ở phần phía sau của sách này nha. Và chúng ta sẽ có một cái phụ kiện khá là hay ho. Như các bạn thấy là kết hợp với cả chiếc hộp này thì Casio G-Shock với cái phiên bản DW506SK này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khung để giúp cho chúng ta trưng bày những mẫu đồng hồ G-Shock của chúng ta một cách kiểu cách hơn và khá là đa dạng với hai kiểu trưng bày. Đó là kiểu trưng bày kiểu ngửa này và kiểu dọc. Đó, chúng ta sẽ gập cái bìa này vào và chúng ta đẩy cái phần giữa này vào. Đó, đẩy nó vào đây. Vâng, và sau đó là chúng ta sẽ ấn chiếc đồng hồ của chúng ta vào đây và chúng ta sẽ cài vào chiếc hộp này và sau đó là chúng ta bày biện ở trên bàn làm việc hay là trên bàn học của chúng ta. Và với các bạn mà các bạn sở hữu nhiều chiếc G-Shock thì mình tin chắc là đây sẽ là một cái phụ kiện khá là thú vị khi để các bạn có thể trưng bày rất là đẹp tại bàn làm việc của mình. Không phải mẫu nào cũng sẽ đi kèm với cái phiên bản này, và tùy từng đợt hàng thì Casio G-Shock họ mới trang bị cho chúng ta những cái phụ kiện như thế này. Ok, vâng, và mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là với những cái mẫu mà hộp đơn ấy, thì chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng ở ngay ở phần trong hộp đựng đồng hồ. Và 506SK1 được xây dựng trên dòng DW506, do đó là nó cũng sẽ sử dụng chung cái module máy là 3229. Module máy của 506 thì nó cũng rất là quen thuộc với chúng ta rồi, thì các bạn có thể dễ dàng search lên Google trên YouTube cái hướng dẫn sử dụng cho module 329 thì nó sẽ ra những cái clip hướng dẫn sử dụng của Belo thực hiện, cũng như là những cái hướng dẫn sử dụng và bài blog hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt mà Belo đã biên soạn rất là kỹ càng để cho các bạn có thể chủ động tham khảo và tìm hiểu thêm về những chế độ, những cái tính năng được cài đặt sẵn trên bộ máy của DW506. Ok, vâng, và không để các bạn chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng phiên bản G-Shock Skeleton cho dòng DW506 tuyệt đẹp luôn các bạn nha. Ok, vâng, và xin chào các bạn với DW506SK1. Đây là phiên bản Skeleton, mình gọi nó là phiên bản Demi Skeleton. Tại sao mình sẽ gọi là nó lại như vậy? Vì ở đây chúng ta sẽ không có một cái phiên bản nó gọi là trong suốt hết toàn bộ, mà ở đây Casio G-Shock họ sẽ trang bị cho chúng ta một cái viền vỏ benzen ngoài. Đó, viền vỏ benzen ngoài là một phần nhựa trong suốt hoàn toàn. Nhưng mà cái lõi benzen của họ, cái lõi khung của đồng hồ, đó, cái khung của đồng hồ các bạn có thể nhìn thấy ở đây, thì chúng ta sẽ có một cái phần nhựa màu ghi. Đó, nó tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, và nó sẽ không bị trong quá, và chúng ta nó sẽ không bị trong quá, và chúng ta sẽ nhìn thấy đồng hồ nó rất là sáng, và một cái điểm nhấn cực kỳ là hiếm có ở trên thị trường hiện nay. Ngay cả khi so với cả các mẫu DW506SK khác, 506 khác, thì 506SK nó có những cái điểm nhấn cực kỳ là nổi bật và cực kỳ là khác biệt. Các bạn sẽ tìm thấy cái sự khác biệt nhiều nhất ở trên mẫu DW506SK này. Và phần dây của DW506SK thì chúng ta sẽ được làm một cái sợi dây trong suốt màu khói, nó hơi ngả khói một chút. Nó sẽ tạo một cái hiệu ứng tốt hơn, và nó sẽ đồng bộ với cả cái phần lõi khung màu xám ở trong của DW506SK. Ok, các cái tech của như là G-Shock hay là Protection của chúng ta cũng sẽ được dập chìm và sơn màu sơn đen rất đẹp. Đó,
Dạ vâng, xin chào bạn Phúc Bồ. Bạn đã thay mặt Melo Lê Thế Tổ để cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hưng. Vâng, đều là những bạn G-Shock fan rất là quen thuộc với cả Melo Lê Thế Tổ. Vâng, và tiếp tục thì mặt của DW6SK của chúng ta cũng được Casio họ chăm chút rất là kỹ với mặt tráng gương bạc. Và ở đây thì khi mà mình quay chiếc đồng hồ như thế này ấy, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi sậm màu một chút. Nhưng khi mà các bạn mang qua ánh nắng á, mà nó không phải là ánh sáng đèn LED, thì khi mình che bớt cái ánh sáng đèn vào thì các bạn có thể thấy là nó sẽ hiện ra màu bạc. Đó, nó sẽ hiện ra màu bạc rất là đẹp như thế này. Đây là cái lớp phủ tráng gương màu bạc. Và khi mà các bạn đeo ra ánh nắng ngoài trời thì cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ nhìn nó tốt hơn. Và nhìn nó sẽ sáng mặt hơn rất là nhiều. Và đến lớp 6SK thì cũng rất là được lòng các bạn G-Shock fan tại Belo với cả cái màn LCD chủ động với nền trắng và tách đen. Nó sẽ giúp cho mặt số của đồng hồ nó trở nên một cách rõ ràng hơn. Và nó sẽ giúp cho các bạn xem những cái thông số ở trên mặt số của đồng hồ rõ ràng hơn. Đó, ok. Về tính năng của DW6SK thì chúng ta sẽ có các cái tính năng như là chống sốc này, chống sốc và chống va đập với cấu trúc vỏ rỗng, hấp thụ lực va đập, nó tạo nên khả năng chống sốc, chống nước và chống va đập cực kỳ tốt cho đồng hồ G-Shock. Chúng ta sẽ có mức chống nước là 200 meter water resist, đấy là chống nước ở mức 200 m, giúp các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả. Ở đây chúng ta sẽ còn có cái ear backlight nữa. Ear backlight là một cái kiểu sáng đèn LED cực tím của đồng hồ G-Shock. Nó sẽ giúp cho đồng hồ G-Shock nó phát quang rất là tốt ở trong cái môi trường ánh sáng yếu. Và Belo cũng sẽ có những cái bài blog về giới thiệu cho các bạn về toàn bộ những cái kiểu LED hiện nay, hiện có ở trên đồng hồ G-Shock được Casio họ trang bị trên đồng hồ G-Shock của chúng ta. Và không chỉ có một kiểu đèn LED đâu mà theo như Belo tổng hợp thì nó sẽ gần có khoảng gần 20 cái kiểu đèn LED được Casio G-Shock họ trang bị ở trên những chiếc đồng hồ G-Shock. Và đây sẽ là một bài viết rất là thú vị và mình cũng rất là mong là sẽ nhận được những cái sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn G-Shock fan ở trên cả nước. Ok, và để chỉnh giờ của mẫu DW6SK thì chúng ta cũng sẽ sử dụng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có 4 nút, đó là nút ở đây chúng ta sẽ có nút adjust này, chúng ta có nút mode này, và ở đây chúng ta có nút light này và nút start stop. Ở đây chúng ta sẽ có 4 nút như vậy. Và nút light này rồi thì chúng ta là nút bật đèn rồi. Và tuy nhiên thì ở trong cái môi trường ánh sáng rất là mạnh như là trên bàn làm việc Belo hiện tại thì các bạn sẽ thấy là đèn LED của chúng ta nó khi mà mình không che nó lại thì chúng ta sẽ gần như là không thấy ánh sáng đèn LED được bật lên, vì ánh sáng ngoài môi trường bàn làm việc của mình nó đang rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ che lại thì các bạn có thể thấy là màn số của DW6SK nó sẽ được hiển thị lên, nó sẽ rất là rõ đó. Và một cái màn LCD chủ động nó sẽ giúp cho các bạn xem những cái thông số cực kỳ là dễ dàng đó. DW6SK nó là dây vỏ, nó đều được bằng nhựa các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ có phần nắp lưng này và phần móc khóa này cũng như là các nút bấm này thì được làm bằng kim loại, là bằng thép không gì. Còn cái phần dây vỏ benzen cũng như là khung ở đây thì chúng ta đều được làm bằng nhựa. Và nhựa của Casio G-Shock là chất liệu nhựa urethan, nó sẽ có một cái độ bền cũng như là cái độ chống chịu nhiệt, sốc nhiệt và chống va đập, hấp thụ lực va đập rất là tốt. Và một số các bạn có thể thấy là đồng hồ G-Shock nó sẽ không chỉ có hấp thụ lực từ cái phần thân vỏ benzen cứng này, mà nó sẽ còn hấp thụ lực từ ngay chính cái thiết kế vỏ benzen ngoài và cái phần dây của đồng hồ. Các bạn có thể thấy những cái đường dập xoắn như thế này. Đó, đây chính là cái cấu trúc để giúp cho đồng hồ của chúng ta nó hấp thụ lực va đập một cách tốt hơn. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chẳng may bị va đập vào đâu đó chẳng hạn, đó thì tất cả những cái phần đường xoắn này nó sẽ giúp cho lực nó được giải đều ra, đó nó được thoát ra khỏi phần bộ dây này, và nó sẽ giúp cho là cái lực này nó không tác động được trực tiếp lên cái bộ máy của đồng hồ của chúng ta, và do đó nó tạo nên cái khả năng chống sốc, chống va đập, chống rung cực kỳ là tuyệt vời của đồng hồ G-Shock. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có phần nắp lưng này. Mình cũng sẽ xin nói về cái phần nắp lưng của DW6SK luôn. Nắp lưng của DW6SK chúng ta sẽ có cái phần tem vàng chống giả. Đó, là cái phần nổi bật nhất ở đây. Thì với cái tem vàng chống giả này thì các bạn sẽ luôn luôn yên tâm là đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Cái phân phối chính thức nó rất là quan trọng, vì khi và chỉ khi là phân phối chính thức thì các bạn mới nhận được đầy đủ cái sự support, những cái sự hỗ trợ và sự bảo hành từ phía Casio G-Shock
Đó, và chúng ta sẽ được bảo hành từ phía Casio C-Shop trên toàn cầu và với thời hạn là 5 năm ở trên toàn quốc, rất là tuyệt vời. Và nếu mà chúng ta không có cái tem vàng này thì chúng ta sẽ không nhận được những cái sự hỗ trợ như vậy. Đó. Ok, và xin chào bạn Nguyễn Văn Huỳnh. Thì Belo có rất nhiều các cái sản phẩm G-Shop có tầm khoảng 2 triệu. Thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage G-Shop VN để Belo có thể tư vấn được chính xác hơn. Các bạn chăm sóc khách hàng của Belo sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn để có thể giúp cho các bạn nhanh chóng chọn mua được mẫu nó chính xác hơn. Tại vì G-Shop nó có rất là nhiều các phiên bản, do đó là trong một clip này thì mình không thể nói hết được. Đó, chúng ta sẽ có tem vàng chống giả này và một loạt những cái thông tin ở phần phía sau nắp lưng. Ví dụ như là đây là phiên bản thuộc tập đoàn Casio này, module máy là 3229 này. Chúng ta sẽ có cái dòng sản phẩm là DW56SK, Stainless Steel Back, nó là cái nắp lưng bằng thép không gỉ này, made in China, nó được sản xuất tại Trung Quốc. Đó, và Water Resist 23, nó là cái mức chống nước ở mức 23, tương đương với 200m, giúp các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí đi lặn mình dưỡng khí. Đó, và các bạn có thể thấy là G-Shop của chúng ta, các bạn cũng sẽ đừng ngại khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy dòng chữ China ở đây. Vì đây là nó Casio G-Shop, nó sẽ có các cái nhà máy sản xuất tại Nhật Bản này, Thái Lan này và Trung Quốc này, và là Trung Quốc là cái nhà máy lớn thứ hai của Casio sau cái nhà máy ở Nhật Bản. Và đa phần thì gần như là khoảng 30-40% các mẫu đồng hồ G-Shock đều được lắp ráp tại nhà máy của Casio tại Trung Quốc. Và tất cả những cái đồng hồ được lắp ráp tại nhà máy của Casio tại Trung Quốc hay là bất kỳ đâu thì cũng đều được đáp ứng được những cái tiêu chuẩn khắt khe của Casio G-Shock có đặt ra. Ok. Vâng, đúng rồi. Và rất là cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hưng đã rất là nhiệt tình để giúp đỡ cho bạn Nguyễn Văn Huỳnh chọn những mẫu tầm 2 triệu. Đúng rồi. Và nếu mà bạn Nguyễn Văn Huỳnh nếu mà yêu thích mặt vuông và tầm 2 triệu thì các bạn có thể tham khảo cái DW56E. Đây là một phiên bản cơ bản. Đây là một phiên bản truyền thống của DW56E. Còn 56SK của chúng ta là một cái phiên bản phối màu đặc biệt. Và do đó là mức giá của nó sẽ cao hơn cái phiên bản truyền thống. Ok. Vâng. Và như vậy thì mình vừa giới thiệu cho các bạn tổng quan về chiếc DW56SK rồi. Chỉnh giờ thì chúng ta cũng rất là dễ dàng thôi. Cấu trúc 4 nút của DW56SK cũng sẽ giống như DW56E. Và nó cũng sẽ có một nút ở phần phía trên bên trái này, nó sẽ thụt vào để tránh cho các bạn cái việc mà ấn nhầm khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Vì khi mà các bạn ấn vào nút này thì lập tức là chúng ta sẽ truy cập vào chế độ chỉnh giờ luôn. Và do đó là nếu mà Casio G-Shock họ không làm thụt cái nút adjust này vào thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng xảy ra cái việc mà chúng ta vô tình ấn nhầm, dẫn đến là chúng ta sẽ làm loạn những cái thông số được cài đặt trên đồng hồ. Đó, dẫn đến sai giờ. Và bây giờ đang là 11:58. Ok, và chúng ta sẽ cùng chỉnh cùng với Belo Lê Thái Tổ nha. Đó, và chúng ta có thể đổi giữa 12 và 24 giờ này. Đó, DW56 thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế là chỉ tiến không có lùi, và chúng ta sẽ dùng nút like này để đổi giữa hai định dạng giờ là 12 hoặc 24 giờ. Khi mà các bạn chuyển sang định dạng 24 giờ thì chúng ta sẽ thấy cái 24 giờ được hiện lên ở trên đồng hồ. Còn nếu mà các bạn không kích hoạt 24 giờ thì chúng ta sẽ thấy PM giờ chiều khi mà đến trong buổi chiều. Còn bây giờ chúng ta đang là giờ sáng, đó, 11 giờ này. Chúng ta sẽ vẫn chuyển ở nút mode này và chúng ta sẽ dùng nút start stop ở phần phía trên bên phải này để tăng các thông số lên. Năm mươi chín. Ok, và tiếp tục chúng ta dùng nút mode này để chuyển sang các thông số như là năm này, năm tháng và ngày. Các bạn cũng đừng lo khi mà các bạn nhỡ ấn nó vượt quá, thì khi mà các bạn nhớ các bạn ấn vượt quá thì các bạn sẽ chỉ cần giữ nút start stop để cho nó chạy quá hẳn lên và nó sẽ chạy theo một vòng lặp và nó sẽ xoay trở lại. Ok, và đây là năm 2020 rồi. Chúng ta sẽ chỉnh tháng này, giờ là tháng 2 và ngày hôm nay là ngày mùng 5. Đó. Vâng, và đây là toàn bộ những cái thông số mà chúng ta có thể chỉnh được ở trên DW56. Và chỉnh xong thì chúng ta sẽ xác nhận ở nút Adjust
Vậy là xong. Và hôm nay là thứ tư, ngày mùng 5 tháng 2 và bây giờ đang là 12:00 phút theo định dạng giờ là 24 giờ. Rất là rõ ràng phải không các bạn? Cực kỳ là dễ dàng xem giờ với cả cái phiên bản Direct Long 6SK này với màn LCD chủ động. Chúng ta sẽ dùng nút Start Stop này để có thể kích hoạt cái báo thức lên. Đó, chúng ta sẽ, đây là bật âm báo tròn giờ này, đây là cái bật báo thức này, và đây là bật vừa bật âm báo tròn giờ và vừa bật báo thức lên. Đó, chúng ta sẽ chỉnh giờ báo thức cũng tương tự như chỉnh giờ thôi. Chúng ta sẽ bật nút Adjust này. Đó, chúng ta sẽ chỉnh giờ này. Chúng ta dùng nút Mode để chuyển sang cái thông số phút này. Ok, và chỉnh xong thì chúng ta sẽ chỉ cần xác nhận và nút Adjust thôi. Và nếu mà các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn sẽ lại ấn nút Start Stop đến khi mà các cái biểu thị ở đây, các cái biểu tượng ở đây nó được tắt hết đi, là chúng ta sẽ không kích hoạt bất kỳ một cái báo thức nào cả. Đó. Và chúng ta sẽ còn có cả cái bấm giờ đếm ngược nữa. Với mặc định của nhà sản xuất cài đặt sẵn cho chúng ta là đếm ngược từ 24 giờ. Stopwatch, đây là tính năng bấm giờ thể thao. Vâng, và xin chào bạn Nguyễn Minh Hưng. Và đúng rồi, nếu mà thích mặt tròn thì các bạn có thể tham khảo sang mẫu G7009. Vâng, xin chào bạn Huỳnh Nguyễn. Cái mẫu W1200H1A là một cái dòng vừa mới được Casio G-Shock họ công bố và gửi bản cập nhật đến Belo Lê Thái Tổ. Thì hiện tại mới là tháng đầu tiên công bố, và do đó là Belo cũng đã tiến hành đặt hàng với phía Casio Nhật Bản rồi, và sẽ dự kiến là cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 thì Belo sẽ có cái phiên bản WF1200H1A. Đây là một cái phiên bản dành riêng cho các bạn mà thích đi câu cá, nhưng mà chúng ta cũng, kể cả chúng ta không đi câu thì chúng ta sử dụng cái mẫu đấy cũng sẽ rất là đẹp, vì một cái mức giá nó rất là vừa phải, đi kèm với những cái tính năng rất là tuyệt vời như là pin 10 năm, chống nước ở mức 100m, rồi mức giá chỉ khoảng 800-900 nghìn, và đặc biệt là cái thiết kế của nó khá là hầm hố và khá là nhiều chi tiết với độ hoàn thiện khá là cao. Khi mà mình xem qua ảnh mình thấy vậy. Và rất là mong là Belo sẽ nhận được sớm những cái phiên bản hàng cập nhật để có thể đập hộp trực tiếp cho các bạn xem cái phiên bản WF1200H1A. Ok. Và cũng như là toàn bộ những cái phiên bản trong dòng WF1200H. Và rất là mong là khi mà Belo có hàng về đập hộp thì sẽ được nhiều hơn nữa cái lượt theo dõi và ủng hộ từ phía các bạn G-Fan, Casio Fan trên toàn quốc. Ok. Vâng, và như vậy thì ở trên bộ máy của DRU5006SK chúng ta sẽ được cài đặt 4 cái chức năng. Đó là xem giờ này, báo thức này, bấm giờ đếm ngược này và bấm giờ thể thao. Đây là 4 cái chức năng được cài đặt sẵn trên chiếc đồng hồ DRU5006SK. Và 4 cái nút Adjust, Mode, Line và Start Stop nó sẽ giúp cho chúng ta tinh chỉnh hết tất cả những cái chức năng này. Các bạn có thể thấy là mình thao tác nó sẽ rất là dễ dàng và rất là đơn giản cho các bạn. Và nếu mà các bạn... nếu mà các bạn có bất kỳ một cái khó khăn gì mà các bạn cần phải hỗ trợ thêm thì các bạn đừng ngại ngần, các bạn hãy inbox cho fanpage G-Shock VN để các bạn chăm sóc khách hàng của Belo có thể hỗ trợ các bạn. Vâng, và xin chào bạn Huỳnh Nguyễn. Thì cuối tháng 2, đầu tháng 3. Ok, và các bạn yên tâm là khi mà có phiên bản các phiên bản mới của G-Shock cũng như là Casio nói chung, khi mà có thì Belo sẽ lập tức thông báo ngay đến cho các bạn. Đó, và từ thời điểm bây giờ thì các bạn vẫn có thể đặt những cái phiên bản mới tại Belo Lê Thái Tổ rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đặt theo hình thức dưới dạng là gửi thông tin trước cho Belo Lê Thái Tổ. Các bạn có thể để lại số điện thoại và họ tên, thì sau khi mà có hàng thì Belo sẽ tiến hành liên hệ đến các bạn và ưu tiên cho những bạn để lại những thông tin trước để các bạn có thể nhanh chóng sở hữu những cái phiên bản mới nhất và vừa được Belo cập nhật. Ok. Vâng, và như vậy thì trong clip vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn một phiên bản Skeleton rất là đẹp cho dòng DW6. Và đây không phải là một cái phối màu mới vừa mới được ra mắt, mà đây là một cái phối màu đã được ra mắt trong 2019 rồi. Tuy nhiên thì cái phiên bản phối màu này nó cực kỳ đẹp và nó vẫn luôn luôn là những cái sự lựa chọn rất là đáng giá cho các bạn G-Shock fan trong năm 2020 bây giờ. Đó, và... ok, xin chào bạn Khánh Bin. Chiếc này mặt trắng giá bao nhiêu thế?
Và chiếc này DW 5006 phiên bản màu mặt trắng thì chắc gọi là có lẽ bạn đang hỏi cái phiên bản DW 5006 MW, cái phiên bản Marine White màu trắng hải quân, thì các bạn có thể search cái mã là DW gạch ngang 5006 MW ở trên trang web của belo.vn, thì sẽ hiện ra ngay hình ảnh cũng như là tất cả những cái thông tin về giá và những video clip review mà Belo đã đập hộp cho các bạn xem, thì các bạn có thể tham khảo ở ngay ở trên web belo.vn để cho thông tin của chúng ta được chính xác nhất. Và các bạn cũng sẽ yên tâm là tất cả những cái thông tin đưa lên belo.vn thì đã đều được mình kiểm duyệt, và các bạn sẽ thấy là mức giá của nó sẽ rất là chính xác đó, và các bạn cũng sẽ thể yên tâm và có thể đặt hàng ngay ở trên website của belo.vn. Ok, vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn Jisoo Fan trong video clip ngày hôm nay. Và khi mà các bạn đặt mua DW 6SK tại Belo thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất cũng như là nhà phân phối, như Belo vừa mới giới thiệu cho các bạn. Chúng ta sẽ nhận được đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng này, sách về bảo hành quốc tế, thẻ bảo hành này, các cái dụng cụ trưng bày này, và những cả những chiếc hộp thiếc cũng như là chiếc hộp giấy ở đây đó. Và ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn những cái phiên bản màu vòng đó, rất là đa dạng để các bạn có thể phối kết hợp thêm cùng với chiếc đồng hồ Jisoo của mình. Và các bạn ấn tượng và các bạn yêu thích những cái phiên bản màu vòng nào thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho các bạn chăm sóc khách hàng của Belo để chúng tôi có thể phục vụ cho các bạn một cách chính xác nhất đó. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng về pin khi mà các bạn mua đồng hồ Jisoo tại Belo với thẻ thay pin Jisoo miễn phí trọn đời, bảo hành 5 năm và thay pin Jisoo miễn phí trọn đời. Và đây là những cái combo để giúp cho các bạn có thể thoải mái yên tâm sử dụng những chiếc đồng hồ Jisoo cũng như là Casio khi các bạn mua tại Belo nhất đó. Ok, bạn Nguyễn Minh Hưng đang muốn Belo sẽ review mẫu GA100 VLA 4A đúng không ạ? Chiếc Jisoo GA100 với mặt vàng và vỏ đỏ. Ok, và Belo sẽ check tồn để xem là Belo sẽ có cái mẫu có còn cái phiên bản màu này không. Và nếu mà còn thì Belo sẽ cố gắng là đập hộp và giới thiệu các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Ok, và về cái kích thước thì kích thước nói chung thì kích thước của DW 6006 thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đeo được với rất là nhiều cái đa dạng cái cổ tay của các bạn. Chúng ta sẽ có cổ tay khoảng 14, 15 hoặc là thậm chí là 16 như mình, thì chúng ta cũng có thể tự tin diện những cái phiên bản DW 6006 này. Nó là một cái phiên bản màu vuông cổ điển và rất là gọn gàng khi mà nó đeo lên tay cổ tay của chúng ta. Đó, đặc biệt là các bạn Jisoo fan có cổ tay nhỏ thì chúng ta hãy đến với dòng DW 6006. Nó sẽ rất là vừa vặn với cổ tay của các bạn và nó sẽ đem lại cái sự thoải mái giúp cho các bạn có thể tự tin đeo những cái phiên bản DW 6006 trong một thời gian rất là dài. Ok, và mình cũng sẽ rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng ta có thể trải nghiệm thêm hàng trăm mẫu Jisoo được cập nhật liên tục tại Belo Lê Thái Tổ, cũng như là đeo thử mẫu DW 6SK vừa mới được cập bến Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn Jisoo fan trong clip ngày hôm nay, và rất là mong qua clip này thì nó cũng sẽ đã cung cấp được một số thông tin hữu ích đến các bạn, và rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ các bạn. Và mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.